Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách mà chúng ta vẽ một cái góc tường chéo mà hôm trước tôi đăng trên Facebook. Đây. Nhân tiện thì tôi cũng thử cái bản Revit 2019 để xem ra sao. Tôi tạo cái tường nhé. Tường Xtoil hay Revit. Đây là tường kết Historial Navigate. Và Edit Preview. Đó, đây bằng vật liệu này, ok. Bằng vật liệu này có vẻ mới. Nó có surface pattern và cut pattern. Ok. 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 Thì trước khi chúng ta muốn làm ấy, thì chúng ta phải cho cái phần cuối này, kết thúc của tường này, nó phải có lớp vững chắc. Phần nền chúng ta chọn ất đen Xtoil đối với tường ngoại thất nha. Ok, ok, vẽ ra đây. Các bạn nhớ chọn cái level, chọn level từ tầng 1 cho đến level 1, level 2. Ok, bảo không này. Ở đây không, tôi chọn tỷ lệ đi 1/5. Không, các bạn để tỷ lệ là 1/50 cũng được. Bạn vào view, dùng cô nào. Ok, chọn detail. Này, bạn sẽ thấy đây là khi mà nó không cùng vật liệu thì nó sẽ làm sao? Nó sẽ có một cái nét ở đây, đúng không? Chọn này, edit try, edit. Cách đơn giản nhất, chọn toàn bộ này, Ctrl C, Ctrl V. Ok, ok, ta thấy. Ok, bây giờ chúng ta muốn mở cái tường này, nó chéo, nó vát chéo, vát chéo góc. Là chọn set, tôi vẽ thêm tường này. Chúng ta vẽ nhỉ. Muốn có cái lớp vỡ chát này, thực ra thì mình chỉ dùng công cụ ở đây là Architecture. Nhìn phần opening, bạn chọn one opening. Ta chọn cái tường này, bạn ta vẽ cắt qua đây nào. Phần opening này phải kéo hết. Chọn này. Chỗ này nó lại có cái dim này, nghe vẻ khó chịu quá nhỉ. Mũi tên này. Có chọn để ấn tab. Nha. Chúng ta sẽ được cái phần nét giữa chat như ta mong muốn này. Nhà có nghiêng bao nhiêu thì là do cái góc chúng ta xoay đâu. Nhà nhân tiện đây tôi cũng bảo các bạn là khi ta đặt cái cửa sổ window, đặt cái cửa sổ này, thì các bạn sẽ thấy ở đây đối với cửa, ví dụ như cái cửa mà
rồi nhôm kính như này thì chúng ta sẽ có cái lớp vỡ chát ở đây. Là làm nhà mà chọn này, chọn mặt tường vào edit thôi. Các bạn chọn cho tôi ở cái phần ở đây, đó là phần warping insert đây, chọn này, ta chọn ở đây là boost, nó sẽ hiển thị ở hai đầu này, nó sẽ được cái cửa sổ như chúng ta mong muốn. Rồi, rất cảm ơn các bạn theo dõi.